Xin chào, hiện tại đang là năm thứ 3 Covid, dịch bệnh đã càn quét gần như mọi ngóc ngách trên thế giới. Trong khoảng thời gian này, ngoài chiếc khẩu trang quen thuộc, người ta cũng chú ý đến một hành động khác, đó là rửa tay sát khuẩn. Theo cái ông bị nghi là đi đêm với Trung Quốc, WHO khuyên người dân nên rửa tay thường xuyên và đúng cách với xà phòng hay nước rửa tay thì có thể giảm được 44% sự lây truyền của bệnh hô hấp. Tưởng chừng rửa tay sát khuẩn là một chuyện rất đơn giản và nó đã có từ thời xa xưa, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Thậm chí, phía sau câu chuyện này là cái chết của hàng trăm nghìn người. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng vén bức màn để tìm hiểu lịch sử của việc rửa tay các bạn nhé. Đối với nền văn hóa như Hồi giáo, Do Thái và một số nền văn hóa khác, việc rửa tay được thực hiện từ hàng nghìn năm trước, nhưng nó chỉ được xem là một nghi thức tôn giáo. Hồi ấy thì chẳng ai nghĩ rằng việc rửa tay là quan trọng. Điều này cũng không có gì lạ, vì vào những năm 1840, đối với các nhà khoa học, sự hiểu biết về vi khuẩn vẫn chưa nhiều, cũng giống như số tiền từ thiện trong tài khoản của một số cá nhân. Chỉ biết đến, chứ còn biết tường tận thì chịu. Người dân thì tin rằng bệnh tật sẽ lây truyền qua đường không khí, cụ thể là mùi hôi trong không khí và mùi nước thải sẽ là nguyên nhân gây ra bệnh tật. Vào thời điểm này, nhà nào cũng cửa đóng then cài. Không phải vì nhà họ có thúy kiểu hay trước cửa là sông Tô Lịch, mà vì họ muốn triệt tiêu khí độc bay vào nhà. Nhưng đến năm 1848, Ignaz Semmelweis, bác sĩ người Hungary, đã phát hiện ra một điều mà sau này nó đã thay đổi cái lịch sử của giới y khoa thế giới. Chuyện là khi làm việc tại khoa sản một bệnh viện, ông đã cảm thấy vô cùng khó hiểu khi mà số sản phụ tử vong do xuất sản lại cao hơn so với những ca đẻ rơi ngoài đường hoặc là đẻ ở các phòng khám của các bà đỡ. Ở bệnh viện này, cứ 100 người đi sinh thì có 25 người sẽ không còn cơ hội trở về nhà nữa, và các bệnh viện ở khu vực khác cũng tương tự. Điều này là hết sức vô lý vì rõ ràng các bác sĩ có chuyên môn và cơ sở vật chất ở bệnh viện cũng ăn đứt các phòng khám. Với 1001 câu hỏi trong đầu, ông đã quyết định đi tìm lý do. Hồi ấy, các sinh viên tại các bệnh viện thường sẽ thực hành tại các phòng xác, trực tiếp khám tử thi, sau đó sẽ đi đỡ đẻ mà không hề rửa tay. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, vừa mổ tử thi xong vẫn thọc tay vào bắt con cho sản phụ mà không hề rửa. Vấn đề là khi đỡ đẻ thì điều bắt buộc là tay phải thò vào bên trong và kéo đầu đứa nhỏ ra, dù là sinh thường hay sinh mổ. Nhờ có một sự kiện đặc biệt mà bác sĩ Ignaz đã tìm ra manh mối và khai sáng cho nền y học thế giới, đó là trường hợp xảy ra với một sinh viên không may bị dao cứa vào tay khi đang mổ tử thi. Người này qua đời ngay sau đó với combo triệu chứng như sản phụ qua đời vì sốt sản. Tất nhiên là học viên ấy không hề có thai hay sinh đẻ trong thời gian đấy. Sau chuỗi tất cả mọi chuyện, cộng với tầm hiểu biết của mình, bác sĩ Ignaz đã đưa ra một giả thuyết, đó là các phân tử trong tử thi đã bám vào tay bác sĩ. Sau đó vì bác sĩ không rửa tay nên những phân tử này đã xâm nhập vào cơ thể sản phụ trong quá trình bác sĩ hỗ trợ chuyển dạ. Giả thuyết này khá là hợp lý vì các bà đỡ không mổ tử thi nên rủi ro sản phụ bị nhiễm các phân tử lây bệnh cũng gần như là không có. Bác sĩ Ignaz rất tin tưởng vào giả thuyết của mình nên đã yêu cầu các bác sĩ của bệnh viện rửa tay và sát khuẩn dụng cụ trong dung dịch chlorine, một chất mà ông cho rằng có khả năng tiêu diệt các hạt phân tử trong nhà xác. Và nó thực sự đã hiệu quả, điển hình là tỷ lệ tử vong đã giảm từ 25% xuống chỉ còn gần 1%. Đáng lẽ bác sĩ Ignaz sẽ được vinh danh vì phát hiện mang tính lịch sử này. Thế nhưng cuộc sống không giống cuộc đời. Ngày ấy các bác sĩ đều xuất thân là con ông cháu cha, không thì cũng là nhà mặt phố, bố làm to, cho nên họ luôn tin rằng bản thân mình vô cùng sạch sẽ. Ông Ignaz bắt họ rửa tay, chứng tỏ đã xúc phạm đôi bàn tay họ bẩn thỉu hơn tầng lớp người lao động. Với tầm nhìn rộng như cái miệng giếng, họ cho rằng bác sĩ Ignaz đã bị tâm thần. Làn sóng phản đối ông diễn ra khắp các bệnh viện. Cuối cùng, ông bị đuổi việc và cú sốc này khiến ông bị trầm cảm nặng. Mặt khác, các y bác sĩ vẫn không tuân thủ việc rửa tay trước khi vào phòng mổ, nên trong khoảng thời gian này đã có vô số người chết vì một lý do hết sức đơn giản, đó là bị nhiễm trùng. 9 năm sau, Louis Pasteur, cha đẻ ngành vi sinh học với uy tín trong ngành diệt khuẩn, đã kêu gọi mọi người nâng cao ý thức về mầm bệnh. Cộng với việc, vào năm 1876, một nhà khoa học khác người Đức có tên là Robert Koch đã mở ra lĩnh vực nghiên cứu mới là vi khuẩn học. Lúc này thì những gì mà bác sĩ Ignaz nói đã từng bước được chứng minh. Người ta nhận ra rửa tay sát khuẩn làm giảm và ngăn chặn sự phát triển của các vi khuẩn trên da.
nhờ đó mà hạn chế được nhiễm trùng vết mổ, tăng hiệu quả hồi phục. Đến năm 1890, việc rửa tay đã trở thành hành động mà ai cũng được khuyên làm, bất kể là bác sĩ hay người dân. Tiếc rằng người phát hiện ra tính hiệu quả của việc rửa tay sát khuẩn, bác sĩ Dark đã không thể chờ đợi được đến giây phút cả thế giới công nhận. Ông đã ra đi vào năm 1865 trong một bệnh viện tâm thần, khi ấy ông mới 47 tuổi. Để tưởng nhớ đến công lao của bác sĩ Dark đối với ngành y, tên của ông đã được đặt cho một số trường y, bệnh viện và phòng khám sản phụ. Ngày nay khi dịch Covid-19 lây lan, chúng ta càng nhận ra tác dụng to lớn của việc rửa tay. Mặc dù câu chuyện khởi đầu của nó thật nghiệt ngã, nhưng cuối cùng sự thật luôn đúng. Đôi khi bạn đi ngược với cả thế giới, nhưng có thể ở khoảnh khắc ấy bạn đúng, thế giới sai. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.